chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của mình. Chiều nay thì hai mẹ con mình sẽ nấu món lẩu hột vịt lộn, gồm có trái bầu, con chảy, rồi một chục vịt lộn với mấy trứng vịt lạc, còn cô nấu luôn với ba gói mì tôm. Cái món này lạ quá à. Lâu lâu làm món lẩu hột vịt lộn, lẩu ngọt này ăn các bạn ơi, lạ lạ cho thay đổi không khí. Không biết ăn mùi vị nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì mọi người hãy cùng mình vào bếp xem mẹ mình sẽ nấu món này như thế nào nha. Giờ sẽ đi luộc hột vịt trước. Let's go. Bỏ trứng vịt vô luôn nha mẹ. Bỏ vô đi. Rồi luộc lên rồi một xíu nữa mẹ biết khi nào hột vịt lạc, hột vịt lộn mẹ. Khi nào cũng ăn thôi. Tập ra. Nào cũng sẽ vô bụng thôi. Giờ mẹ mình luộc 10 trứng hột lộn ăn lẩu, luộc 5 trứng hột vịt lạc chiều ăn cơm. Nhìn là biết mà, mình nhìn mình biết mà. Khét không? Sao? Ủa? Mẹ nó nằm đây. Nằm dọc mấy bệnh đó. Biết bữa nay ai chỉ mẹ mình làm món này nữa, để một chút xíu nữa mẹ mình làm ăn xem coi sao nha. Mẹ mình lâu lâu sẽ có những món rất là lạ luôn. Bầu này non quá trời non luôn. Vậy mà có 10.000 à mọi người coi, rẻ ha. Chứ mẹ đi chợ thấy chỗ ta bán đồ la, người ta bán có 10.000 bông à. Thế là ghé vô mua. Nấu hồi lẩu hột vịt lộn nè. Trời ơi gì đâu có nút nó dục luôn đi. Nó sức rồi còn để cho. Được rồi. Cháo mới gì mà nó nổi là u lên cục chỗ này sợ nổ không trời. Nó u lên chỗ này nè. Trời ơi cháo mới mua á nghe. Cháo vàng kìa, cháo vàng. Được chưa, được chưa? Được chưa? Ừ. Nữa không? Được rồi. Anh biết có ở đâu. Nên để dây học vịt lộn luôn. Cho bông cải vô luôn không? Vô hết rồi ha. Chấm một chút vịt. Chín rồi. Ngon. Giờ cô sẽ cho một muỗng hạt nêm vô. Muỗng cà phê. Thêm cho cô. Lần muỗng rưỡi hay lần muỗng? Muỗng thêm chút, muỗng phi. Giờ sẽ trụng mỹ nước sôi. Muỗng một nửa. Thêm miếng. Hai ngủ. Không thêm nằm đêm không ngủ. Hai gói ha, là mấy gói? Trụng ba gói cho em. Ba gói luôn ha. Một miếng muối. Ba muỗng rưỡi đường cà phê. Đẹp lắm. À, thơm luôn. Vớt hột vịt ra. Trời ơi, có mấy trứng nước tanh bành luôn. Nước luôn. Là mình nấu lâu quá rồi. Nấu một hồi nữa dám nó nổ luôn á. Thank you.
cô với Như nấu xong cái lẩu ngọt hột vịt lộn rồi nè, mời cả nhà dùng với cô với Như nha. Bạn con cháu trong nước ngoài nước nha, dùng lẩu hột vịt lộn chiều nay với cô nha, cô với Như nha. Ok, mời cả nhà ăn thử cái lẩu hột vịt lộn gì bầu với lại bông cải với mình với mẹ nha. Lẩu ngọt luôn. Lần đầu tiên mình ăn cái lẩu hột vịt lộn này luôn, không biết sẽ như thế nào đây. Nước ngọt ngay luôn. Ngọt chưa? Dạ. Ngon lắm luôn á. Hấp tới đâu nó mát cái bao tử tới đó luôn. Bầu cũng ngọt. Ăn với mì thì tuyệt là vời luôn. Nước cũng ngọt. Quá, quá thơm. Quá thơm nhạt ngào. Cái dòng mỡ hầm thịt lộn này nó dai quá nè. Nó dai, nó dẻo quá. Dẻo thì ngon. Trời ơi, nó nóng quá. Hấp chơi đâu ngọt. Ngon cực kỳ luôn á. Ngọt thanh mát tôi đó. Bạn nha, hấp chơi đâu nha. Ngon luôn. Ngon cực kỳ ha. Bùm 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 bùm. Bùm bùm rục cái này. Nãy giờ vừa ăn ngon. Rục bông cải không? Ăn trứng hộp vịt lộn lông đen rồi. Mẹ ăn trứng đi mẹ. Không. Bỏ vô cho nó mùi. Lột người ta đập để như vậy. Như kia. Nó không có tanh hả? Không còn. Không. Đập trống ngược lên. Tại mẹ ghê chứ, ở ngoài tiệm người ta ăn người ta đập máu, người ta lắc lên rồi nè. Tao đập máu vô luôn. Thiệt. Tại mẹ ghê chứ, thấy người ta đập vậy là bình thường á. Hột lộn rất ngon các bạn. Không hỏi gì khỏi ạ. Mẹ trái xả nó có cái mùi lạ lạ. Dập chảo phồng lên. Sao không chết? Chưa vàng tỏi. Thôi con thấy nó khét rồi. Mẹ con là lông đen dữ của mẹ. Ai kì. Thôi mà nó dẻo dữ ta. Bà Khoa cũng mới cái cũ luôn.
Bà có mày ăn té nữa. Nấu kiểu này cũng ngon quá ha mẹ. Cực kỳ luôn chứ gì ngon. À, ăn một trứng thôi mà. Mẹ ăn một trứng thôi. Trời ơi, có hai trứng vậy? Ăn trứng này. Ăn một trứng thôi đi. Rồi. Thấy mì ngon hơn bún nha. Đậu này mẹ phải ăn mì chứ. Đậu hộp vịt lộn mà. Chị có lẩu không? Lẩu cá hay lẩu hải sản gì thì mẹ mới ăn bún thôi. Chứ lẩu này lẩu gà mẹ ăn mì mới ngon. Thịt bự nha. Cho cái lóc hải sản sẽ vào trong. Trời ơi trời. Gì cháu cá lóc hải sản. Đặc sản miền Tây. Ừ, hải sản đâu, chỗ nào hải sản đâu. Đặc sản chứ. Ăn mới một chén sau thấy no quá ta. Sữa quốc một chút này không. Mẹ tắt bếp mà. Tắt rồi. Bông cải bây giờ nó rụt rã. Này mình kêu đúng tên là lẩu gì? Lẩu gì? Lẩu ngọt hộp vịt lộn. Lẩu ngọt hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn nấu bầu được không? Nó mà bầu với cái bông cải nó ra nó cũng ngọt nước nữa ha. Bắt cho nó, bắt cho nó. Mọi người nhìn vào chỉ rất thấy nó đỏ luôn rồi. Đã ha. Chưa cắt cái rồi rồi. Thôi. Cái quý rụng rớt cái sạch sạch. Mẹ mở hàng. Mai cắt. Chưa đâu mẹ. Nhà mình có mấy trái gất đã lắm mọi người ơi. Mai mốt mình hái xuống mình quay cho mọi người. Làm món ăn quay cho mọi người xem. Gất ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn á, đẹp da rồi đó. Gất ra mình lấy, mình hắn làm dầu gất, mình sức mặt cũng đẹp nữa nè. Mình dầm nước mình uống cũng đẹp nữa nè. Đặc biệt đẹp hơn nữa là mình làm xôi gất đó. Công nhận nha. Cái gất của mình á, không biết làm sao mình nó có nhiều dầu lắm. Trong xôi gất á, nó ra dầu không mà mình đâu có bỏ dầu ăn đâu. Dữ trời. Quá khuê các bạn. Hết thèm chưa? Nay cô biến chế món hột vịt lộn nấu lẩu ngọt á,
Như nói mẹ làm món gì lạ mà giờ ngon ăn không thể tưởng tượng. Giờ ăn có hai chén mà cái bụng nó căng ra muốn xỉu luôn rồi nè. Món này công nhận đơn giản thôi, nghe tên cũng lạ nhưng mà ăn ngon lắm. Ăn ngon thiệt luôn, mong mất cả nhà thử làm đi. Nói chung là nó cũng đâu có nhiêu tiền đâu mà nó cũng đơn giản nữa, ăn lại lạ miệng, ngon nữa, bổ nữa. Nếu như mà cả nhà yêu thích video này cũng như là thấy món này ngon, lạ mà đơn giản thì nhấn like ủng hộ mình với mẹ mình nha. Bây giờ thì mình với mẹ với Như tạm dừng nha các bạn, yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.